Thưa quý vị, với tinh thần dũng cảm kiên cường, hơn 12 năm đấu tranh với tội phạm, Đại úy Nguyễn Thanh Diễm, Phó đội trưởng đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Châu Đức đều góp mặt và ghi dấu chiến công trong hầu hết các vụ án lớn tại địa phương. Với tội phạm, anh là khắc tinh, với đồng đội, anh là tấm gương, là một cán bộ đoàn nhiệt huyết, năng động. Câu chuyện ai thế nào vì sao hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ Đại úy Nguyễn Thanh Diễm. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 2 năm 2006, Đại úy Nguyễn Thanh Diễm được phân công về công tác tại Công an huyện Châu Đức. Những năm đầu vào nghề, tuy còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng với bản lĩnh vững vàng đã được rèn luyện trong trường học và luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy đối với người Công an Nhân dân, anh nhanh chóng bắt nhịp công việc và không ngừng học tập, nâng cao trình độ. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp hệ đại học, Nguyễn Thanh Diễm được điều chuyển sang đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Châu Đức. Với tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, Nguyễn Thanh Diễm cùng đồng đội tham gia phá nhiều vụ án lớn tại địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, anh đã trực tiếp thụ lý, điều tra và phá được 37 vụ án phức tạp. Thì lực lượng cảnh sát hình sự thì khi mà đấu tranh với tội phạm thì các đối tượng sẽ là luôn có hành vi là chống trả để mà tẩu thoát, trực tiếp tham gia các vụ án thì để lại cho mình nhiều cái ấn tượng nhất. Đó là một cái vụ án vào năm 2014, đó là xảy ra vụ án đó là cướp tài sản của các học viên em học sinh ngày gần đây, đó vào ngày 28 tháng 11 năm 2017. Thì là vụ án là cướp tài sản và hiếp dâm xảy ra trên địa bàn huyện Châu Đức, đó là tại xã Quảng Thành. Khoác trên mình chiếc áo cảnh sát nhân dân lại phụ trách lĩnh vực điều tra tội phạm hình sự, nên việc phải đối mặt với tình huống đối tượng nguy hiểm là chuyện thường ngày đối với Đại úy Nguyễn Thanh Diễm. Thế nên, để vừa bảo đảm an toàn cho người dân, cho mình và đồng đội, bên cạnh tinh thần dũng cảm, nhiệt huyết, Đại úy Diễm còn luôn chu toàn, cẩn trọng và mưu trí trong quá trình tham gia phá án. Đặc thù của đội điều tra hình sự là truy xét những vụ án mà nó mờ, nó chưa có rõ. Thì đồng chí Diễm là cũng là rất là tích cực trong cái công tác là tham mưu cho chỉ huy đơn vị, rồi lãnh đạo đơn vị thực hiện các cái kế hoạch phương án để mà phòng ngừa đấu tranh tội phạm trên địa bàn huyện. Được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, tháng 3 năm 2017, Đại úy Nguyễn Thanh Diễm được Công an huyện Châu Đức bổ nhiệm chức vụ Phó đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Trên cương vị Bí thư Đoàn Công an huyện, Đại úy Nguyễn Thanh Diễm luôn thể hiện vai trò là một cán bộ đoàn năng động, nhiệt huyết, tích cực vận động đoàn viên thanh niên trong đơn vị tham gia các phong trào xung kích tình nguyện do đoàn các cấp phát động. Trong cái công tác chuyên môn thì đồng chí Diễm là rất là năng nổ, nhiệt tình trong công tác, cùng với ban chỉ huy xây dựng nhiều cái kế hoạch thực hiện cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, đảm bảo cái trật tự an toàn xã hội, và triệt phá, cụ thể là có triệt phá nhiều cái tụ điểm cờ bạc ma túy trên địa bàn. Lập nhiều thành tích xuất sắc, liên tục 2 năm 2016-2017, Đại úy Nguyễn Thanh Diễm được Bộ Công an tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, được tỉnh ủy tặng giấy chứng nhận về điển hình tiên tiến năm 2018. Anh còn được Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức tặng giấy khen trong thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.